Hello các bạn, Helen đang đứng ngoài khu này gọi bằng San hoặc Quinto. Nó xa, cách Corona của Helen ở gần hình như 40 mile. Nhưng mà tại vì hôm nay nó có nhà special cho nên Helen đi vô xem. Không biết giá cả như thế nào, nhưng mà trước tiên tới khu này nãy giờ đi quanh quay cho các bạn xem thì nó còn rất là trống và mới nhìn cũng được lắm. Giờ các bạn cùng Helen xem cái video đi vào trong coi giá cả nhà và nhà nó như thế nào. Rồi mình sẽ cho thêm information nha. Để Helen sẽ cho thêm chi tiết. Ok, let's go các bạn. Helen muốn chia sẻ thêm một ít thông tin là ngoài đây có sòng bài nè, có những trại bò nè. Công việc ngoài đây khá là nhiều đó các bạn. Đang đi vào nhà mẫu đây nè. Giờ vô hỏi giá đi anh. Mình thì kỳ trước Helen cũng quay của Century một lần rồi. Giờ Helen quay thêm của Century xây lần nữa. Helen thích Century lắm. Tuy là nhà nó không được đẹp lắm nhưng cũng ok lắm. Có nhiều người coi chứ ha. Bữa nay trời cũng hơi âm u. Ồ, chỗ nào để mình lấy giấy tờ? Trong này hả? Ồ, vậy thôi. Xong rồi mình đi tour bên này. Nghe nói hình như 400 mấy nhưng mà giờ để coi kỹ lại nha. 400 mấy là thích lắm luôn á. Nhìn khu này thấy được không? Có duyên chứ ha. Không đến nỗi buồn ha. Tại vì biết sao anh xung quanh á ông có 400 mấy đâu cái đầu ra cho vô hỏi office chỗ nó xung quanh là biết. Hello, they don't have any house brand nào. Tháng 8 là hai cái này là which one is these two price? Cause I need to make a video. Which one are these two price? This one, these two, and 2 and 3 are what you're looking for. What happened to the 469? We sold a lot of homes and the builder raises the prices. Also, the thing that I can do is if you want to give me your email address, yes. I can email you the virtual. Helen tạm dịch lên trên cái video là những cái nhà này thì họ có luôn gắn solar năng lượng mặt trời cho mình free, không có trả thêm tiền. Và mình cũng có trả tiền HOA là 158 community nhỏ. Cho nên họ nói sẽ không lên giá trước mắt và chỉ có một cái công viên thôi chứ không có hồ bơi và cũng không có cổng ra vào. The gym? Or just outside? No gym. No gym. 150, we would go up. No, this community is too small. Oh, okay. What about the property tax? 1.95. Is that everywhere now? If you're looking at new, yeah, that's where you're gonna land. Khu này mới là 400 mấy nè. Khu này 400 mấy nè, một lầu nè. Hai lầu thì 500 mấy. Nè. Nè cái này một lầu nè Thanh. Lầu thì nó rẻ có 400 mấy. Tự nó trả tiền cho mình làm giấy tờ. Mình đi bỏ chiếc xe vô được không? Được. Được. Thôi đi qua coi nha. Let's go. Xe vô nó chạy nó chở. Vô đấy. Thì giờ mua về cho mướn từng phòng thôi, cũng cover nổi tiền nhà. Bữa nay trời nó âm u, bữa nay trời là sẽ mưa nhưng mà ồ cái này là nhà này là ồ Blantry là nhiêu? 535 ha. Nè, muốn vô coi 535 ngàn trước không? Cái này là cái gara nè, mà nó là... Để coi cái mà... Okay. 550... 400 mấy nè. Lâu 400 mấy không có nhà mẫu. Năm này 506 nè, đó. 506 nè. Ok, 506. Coi cái nào rẻ nhất á. Rẻ nhất là đây nè. Này 560 nè. Ôi, 2006 square feet cũng được mà. Cái này 2007 square feet lần á. Cái này 2007 square feet, còn đó 2006. Ủa cái này 506, 507 gì đó đại khái gì đó. Nè, HOA nó làm đi. Chắc tại vì cái kiểu cái xây của nó không nó mắc hơn. Họ đi vô trong nhà coi là biết à. À giờ đọc cũng khó hiểu lắm. Cái này là cái next gen á. Cái này là cái nhà phòng riêng cho người ta ở riêng luôn á. Giống như là next gen á. Ô mình thích dạng đó lắm á. Đây nè các bạn, đây nè đó, cái bên là tay trái nè. Yeah. Yeah.
đúng rồi nên chắc của chị nó mua mà ngồi phần thân hàng chiều mấy cái kiến vậy thôi, rồi cái bên này là mình làm như vậy nó đi làm như gì vậy, 500 mấy là một tháng, trả thêm 800 là 4.500, em nghĩ không 4.200 tới 4.500 trên tháng, 4.000 mấy nhà này cho mướn ra đủ. Nè, coi bên này là đóng cửa riêng cho mướn nguyên một căn riêng đó. Đã chưa ha? Ừ, đẹp không? Bên tay trái. Ờ, nó xây riêng ra giống như cái bếp luôn nè. Wow. Giống nhà của... Nè, cái này riêng nè, lắm. Để riêng cho mướn nguyên một cái phòng riêng này được 1.500 không? Các bạn coi nè, là đường đi vô nha. Không có gỗ nha, nó chỉ thảm thôi nha. Gỗ là mình phải mua riêng nè. Không có đồ trên mỹ không, cái đồ cái dách nó không được gì nha. Ừ đúng, là mô điền thêm, thêm. Ừ. Thêm. Là 500 mấy là cái kiểu cái floor plan để mình coi thôi, còn trang trí là không có. Đó, các bạn coi cái nhà này thích cái là bên tay trái, cái này cho muốn được 1.200 lắm. Ừ 1.200 đó. À, sông bài kế bên nha, sông bài nhỏ, rồi sông bài Morongo thì cách đây mười mấy mai cũng ngon. Ừ, có cái máy rửa chén luôn, nhưng mà nó không có cho cái máy rửa chén, tủ lạnh. Ok, đó tủ lạnh nó không có nha, nha chị, để chỗ trống để cho mình, nó đầy no include nè, nó chỉ bán cái nhà thôi chứ không có tủ lạnh. Có counter. Chị nói về next gen dễ thương ha. Cái này cho người ta xe phòng tiện. Ôi đẹp quá, nó trang trí đẹp quá ha. Cái microwave rồi người ta tự nấu ăn này. Cái tủ quần áo giống như cái studio vậy đó. Wow, căn này tính ra là còn 600.000 chứ đâu rẻ đâu. Nhưng mà đường cái nó cho mình luôn cái solar các bạn à. Gara. Máy giặt máy sấy để đâu? Trên lầu, lầu gì sao cái người mướn dưới phòng đâu có được dùng máy giặt máy sấy hả? Đúng rồi, phải tự đi giặt thôi chứ. À. Ủa những cái phòng này là gara, gara mình có thể làm máy giặt máy sấy ngoài đây được không ta? Không có mở vô được các bạn ơi. Hả? Ở 3.000 máy giặt máy sấy rồi, nhưng mà lấy chi lấy tiền? Nó nói nếu mà mình muốn thì military được free, nhưng mà thôi, không có lấy mấy đó, lấy tiền không hả? Wow, nó trang trí chỗ này cũng đẹp nè, anh về bắt trước nè. Dưới lầu thì có một cái bồn tắm, một cái chỗ đi tiểu tiện riêng, nhỏ nhỏ. Ừ, gỗ là nó free upgrade. Còn này đi lên lầu nè. Ở dưới này còn cái phòng nào nữa không? Hay là chỉ có cái đó thôi? Nhà kho hai phòng. Phòng khách cũng đẹp, ô có sân rồi cũng gọn gàng quá hả? Có giả luôn đó. Thấy nó, đẹp quá hả? Ừ, đó giờ bữa mình làm là y chang cái mình. Ồ, nhìn đẹp quá ha. Cái mình hình như cao dày hơn cái này nữa. Ừ, cái nó làm. Ồ, cái vườn của nó làm nhìn hấp dẫn quá hả? Nhìn đẹp quá hả? Nhìn rất duyên ghê. Ồ, quay bếp. Trời, bữa nay quay phim mà lo coi không lo quay để cho các bạn xem nhé. Tại vì thấy cái giá nhà quá dễ chịu, nhưng mà ngồi đây thì chưa có tìm hiểu cái thành phố này nhiều lắm. Nhưng mà nhà mới, nhà đẹp thì thích. Cho nên chưa có... Cái store đó. Ừ, mà nó làm cái cửa đẹp quá hả? Cũng đẹp quá ha. Bếp làm đẹp ghê. Gọn gàng dễ thương. Để đồ rồi cũng dễ thương. Ừ, cái này để đồ. Ồ, đẹp quá các bạn. Cái dách đóng đẹp chưa nè, đó. Nè, đó. Giờ mình đi lên lầu nha các bạn. Ôi, mấy cái ghế, mấy cái bình đồ đẹp quá. Đó, nhìn đẹp quá. Đây, các bạn cần liên lạc, các bạn hỏi vô chỗ này nha. Mình... Bây giờ nó dùng hình như là nhà màu... Các bạn gọi số này nha các bạn. Tại nhiều khi Helen trả lời comment Facebook hay chậm á, thì thấy sợ các bạn sẽ bị miss để mua á. Tại vì nó sẽ... Nhiều khi Helen thấy mà post video cả mấy tháng sau các bạn mới gọi mình, mới hỏi mình thì cái giá nó, thị trường nó khác và nhà nó cũng không biết còn hay không nữa. Bây giờ mình đi lên lầu trước đi rồi mình tính tiếp. Đẹp lắm ha anh? Ôi, coi có cái window ngay đây cũng đẹp nữa nè. Nhà mình đâu có window đi lên hả? À. Dễ thương ha, nó làm đẹp quá hả? Đẹp
trời ơi, nhìn nó làm trời ơi, nhìn khiêu quá ha. Nhưng mà mình mua về nó đâu được gì, mình mua nó trắng chạch vậy thôi à. Thì tiền không thiệt mà. Ồ, đẹp quá ha. Ừ, đẹp quá ha. Cái màn cũng đẹp nữa nè. Nhưng mà mình thấy cái khu này nó có duyên. Mình nói thiệt, mình thấy view rồi đẹp ghê luôn á. Nó nhìn nè. Đã lắm hả? Nè, nhìn nè. Mấy cái kệ gì để sách đẹp quá. View đẹp, bữa nay trời em u nha các bạn. Cho nên video có thể không có được sáng rõ đâu. Nhưng Helen quay chậm chậm kìa, trước bị nhiều bạn nói Helen quay nhanh quá. Giờ mình đi ra ngồi nha. Nhà này còn 560 hả? Thích là ở trên lầu nó có cái phòng đẹp quá ha. Ồ, đại khăn, ô đẹp quá ha. Ôi, nhà này mình làm cho Airbnb cũng được nha. Mà ngồi đây có ai mướn không ta? Ủa nhà này mấy phòng mà sao nhiều phòng vậy? Ở dưới nữa thành 5. Ồ 5 phòng luôn. Thì 4. Mà nó nói beauty nè, trend suit nè là ở dưới đó. Ồ. 3 phòng 8 rưỡi. Ồ vậy là bằng. Nhà đẹp quá hả? Ừ. Nó cái mấy giặt trang trí rồi đẹp. Bự, ha. Ừ. Này bự hơn cái sàn cũng đẹp nữa. Tại cái anh nó bỏ luôn nguyên cái sinh vô trong đó nữa. Nó tốn cái chỗ. Mà cho nó hợp nhức đầu lắm, kiếm không dễ đâu. Cái này nó nha. Nha, chị đó, chị đi tìm mua mắc lắm á, mấy cái đồ trang trí trong nhà rất là mắc, nội thất mắc. Cái phòng này là phòng master bedroom nha các bạn. Ê, cái view ra đường cũng đẹp đấy nha. Ôi trời, đang mưa. Cái sân nè. Ừ, nó có người tới design nhà đàng hoàng. Ơi, đối diện là nhà của người ta ở mấy chục năm rồi nha. Ơi, Nhìn kìa. Bên đó người ta ở chắc mấy nhà đó cũng mấy chục năm rồi đó. Cái khu này nó đối diện cái khu. Ừ, cái nhà cũ không nhiều luôn. Vậy là chắc ngồi đây người ta ở cũng lâu rồi đó ha. Lâu. Khu này khu hay là lần đầu tiên đến luôn á các bạn. Trời, cái master bedroom này đã không anh? Ừ. Cái bồn tắm đẹp dễ thương. Wow. Vô coi tủ quần áo để đồ tha hồ mà để. Wow, cái tủ quần áo đã chứ Thanh ơi. Shopping mệt nghỉ luôn. Cha mướn bỏ cửa sổ vô cho người ta thở. Ê, mình ở. Mua nhà mà có thêm một cái nhà nhỏ cái bên á thì xe từng phòng ra thôi chứ giờ sao. Rồi xong cái nhà này là 500 mấy Thanh? 560 hả? 560 phải đặt tới xong giấy tờ thì tháng 8 mới được dọn vô, là còn 4-5 tháng nữa. Ok các bạn, cái nhà nó làm cho mình nhìn mình thích lắm. 3 bồn 8 rưỡi. Ok, xong một nhà mẫu nha các bạn. Cái màu đẹp ha, màu bây giờ năm nay đó. Ok, quá đẹp.